xin chào tất cả mọi người. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyệt, nhân viên của hợp tác xã Gia Phúc Sen. Nói đến hợp tác xã Gia Phúc Sen thì ác ảnh là anh chị nào theo dõi lâu kênh của bên em thì mọi người đều đã biết rồi. Thì hôm nay em sẽ không nói sâu về vấn đề này nữa mà em sẽ đi vào giới thiệu dao luôn. Hôm nay thì em Nguyệt sẽ giới thiệu đến các anh chị một bộ dao 4 món, gồm một cây chặt xương, một cây chặt gà, một cây thái và một cây đề ba lọc nhá. Đấy, đầu tiên thì ở đây thì em sẽ có một mã chặt xương, mã là D605MDD, đang có giá là 389.000. Đấy, 389.000 một mẫu dao chặt xương như thế này. Cây này thì sẽ có chiều dài lưỡi rơi vào khoảng 22cm, bản rộng ở đây sẽ rơi vào 10cm và dày sống dao ở đây ạ, nó sẽ rơi vào 4 ly nhé mọi người. Kiểu dáng thì nó sẽ hơi vát một chút này, đấy hơi vát một chút ở đây, nó sẽ hơi vát. Nó không phải là kiểu thẳng hẳn ra mà nó sẽ hơi vát một chút so với cái phần đầu. Đó, thì cái kiểu này thì nó sẽ không có đục thêm lỗ để mình có thể treo đâu. Nếu mà anh chị nào mình thích cái bản đục lỗ thì mình có thể là chọn sang những cái bản nó khác như là G06MDD nhá. Ở đây thì phần cán này sẽ được làm từ cán gỗ cẩm chỉ, khâu và chốt ở đây là đồng thau rất là chắc chắn luôn. Ngoài ra thì cái bản này cũng là cái bản có hoa văn. Đấy, hoa văn ở đây thì sẽ là hoa văn một mặt. Đấy, hoa văn thứ nhất thì nó đẹp này, thứ hai là nó hạn chế bám dính thức ăn. Đấy, hạn chế bám dính thức ăn nhá. Đó, và ở đây, đây một mặt sẽ là bản trơn như thế này ạ. Đấy, phần lưỡi dao này, phần lưỡi dao sẽ được mài như thế này. Mài một khoảng tầm đây sẽ rơi vào khoảng 1,5cm đấy mọi người ạ. Đấy, và tất cả dao nhà em nhớ đều có chữ HTX Gia Phúc Sen vật chìm và có tem chống hàng giả luôn. Đấy, có tem chống hàng giả luôn. Anh chị mình nhận hàng nhớ mở ra kiểm tra trước khi thanh toán giúp em. Và mọi người có thể dùng Zalo hay là iCheck để mình check này. Đấy, check cái mã QR ở đây thì sẽ ra đầy đủ thông tin cũng như là đơn vị sản xuất của bên em luôn. Đó, ở đây thì cán là cán mun đen. Cái dòng gỗ này là cái dòng gỗ dai bền, nó không thấm nước, đặc biệt là nó không mối mọt gì đâu. Nên là khi mà sử dụng về lâu về dài thì mọi người có thể yên tâm này. Đấy, có thể yên tâm. Cái bản này thì nó sẽ nặng khoảng 800 đến 900 gram. Mình sẽ chuyên để mình chặt xương to này, xương ống, chân giò cũng như là đầu thủ. Đấy, thì nếu mà anh chị nào mà dùng trong gia đình mà mình đang muốn một bộ đầy đủ ấy, của một cây chặt xương thì em nghĩ là anh chị không nên bỏ qua cái kiểu dáng như thế này đâu. Vừa đẹp mắt này, lại còn về chất lượng thì mọi người có thể yên tâm nhé. Tất cả dao nhà em đều được đập rèn thủ công từ thân nhíp nên là về cái độ sắc bén thì mọi người có thể yên tâm này. Ngoài ra thì em cũng sẽ chọn đi cùng đấy là một con dao chặt gà, kiểu dáng thì nó cũng khá là giống con chặt xương, nó chỉ khác một chút là cái bản này thì nó sẽ mỏng hơn một chút và cái kiểu dáng cũng sẽ khác hơn một chút. Đó, cái bản này thì nó sẽ kiểu hơi uốn lượn một chút, nó không kiểu phải là không hẳn là kiểu vát ấy, nó sẽ không phải là vát mà nó sẽ hơi cụp xuống một chút như thế này ạ. Đấy, hơi cụp xuống như thế này ạ. Đấy, cán là cán cũng là mun đen luôn. Hôm nay em chọn đồng bộ cho mọi người nhá. Khâu và chốt đều là đồng thau nhá. Và ở đây thì cái hoa văn này thì nó cũng vẫn sẽ là hoa văn, nhưng hoa văn nó sẽ kiểu hơi khác một chút. Đấy, nó chỉ khác một chút thôi. Còn về chất lượng thì mọi người có thể yên tâm nhá. Chất lượng thì như nhau, nó chỉ khác nhau cái kiểu dáng cũng như là kích thước. Còn những cái mẫu dao chặt gà này ấy thì nó sẽ rơi vào khoảng 500 đến 600 gram. Và dày 3 ly thôi này mọi người này. Đấy, dày 3 ly thôi. Mình sẽ chuyên để mình chặt gà vịt và mình chặt sườn. Đối với những cái dòng chặt gà này thì mình sẽ không chặt được xương đâu mọi người nhá. Đấy, chặt xương thì nói chung thì dao chặt gà thì cái phần lưỡi này nó mỏng này, nó sẽ mỏng hơn cái phần dao chặt xương. Nên là khi mà mình chặt ý, có thể là 1-2 lần nó không vấn đề gì cả, nhưng về lâu về dài nó sẽ có hiện tượng là hàn, nó bị răm li ti ở trên cái phần lưỡi dao này và nó sẽ bị nứt lưỡi nhá. Đấy, đấy là lý do tại sao em khuyên mọi người là nên chọn riêng một cây chặt gà và một cây chặt xương riêng. Đó, ở đây thì con này thì lưỡi nó sẽ rơi vào khoảng 24cm, bản rộng ở đây nó sẽ rơi vào khoảng 9cm nhá. Đấy, đó, ở đây thì sẽ đục một cái lỗ này để mình khi mà mình dùng xăm mình có thể là mình treo lên cho nó gọn bếp cũng rất là ok luôn. Đó, và cũng là bản một mặt nhá mọi người. Đấy, kiểu dáng một cái mẫu dao chặt gà mà bán rất là chạy ở bên em luôn. Vì cái kiểu dáng của nó này, xong rồi vì kiểu như là những cái bản như thế này khi mà mình test mình chặt gà vịt hay là mình chặt sườn nó đều rất là ngọt thịt. Bản thân em cũng đã từng test thử rồi. Nếu mà các bác mà muốn xem clip test thì có thể là để lại dưới comment, em sẽ gửi link cho mọi người để mọi người vào mọi người xem nhá. Con này thì đang có giá là 379.000 nhá. 379.000 ạ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mọi người đấy là một mẫu dao thái. Hầu như dao thái thì ngày nào mình cũng sử dụng rồi nên là em nghĩ là chắc chắn là không thể thiếu đâu. Nên hôm nay em sẽ lên cho mọi người một mẫu dao thái bản vuông. Nó kiểu dáng nó không quá là nó là kiểu bản truyền thống ấy, thường thì mọi người rất là chuộng cái bản này nên là em nghĩ là bản này nó sẽ phù hợp với đa số mọi người hơn. Đấy, còn nếu mà mọi người thích kiểu vừa thái vừa lọc thì em cũng sẽ có luôn cho mọi người, nhưng một chút nữa em sẽ giới thiệu nhá. Ở đây thì em có mã này là G03TMDD, là một cái mẫu dao chuyên thái, bản nó vừa phải thôi ạ. Đấy, lưỡi rơi vào 20cm, bản rộng ở đây nó rơi vào khoảng 6,5 này. Đấy, dày sống dao là 1,5 ly và tất cả những cái dòng dao thái nhà em sẽ dày 1,5 ly nhá.
mình sẽ chuyên để mình thái này, mình thái thịt này, thái rau củ này, mình cầm nắm này, nó vừa phải thôi này. Khi mà mình cầm này, mình có cái điểm tì tay như thế này, mình thái, mình đưa tay nó rất là dễ luôn nhá mọi người. Cái bàn nó không quá to mà nó cũng không quá nhỏ đâu. Thường thì nếu mà nhỏ quá khi mà mình thái, mình đưa tay rất là khó. Còn nếu mà to quá thì đôi khi kiểu mình như kiểu mình thái bắp cải hay gì đấy thì nó sẽ rất là dễ dàng. Nhưng mà khi mà mình thái thịt hay là mình thái rau củ thì cái bàn to quá, nhiều khi mình cảm thấy cái diện tích này này nó bị rộng ấy. Mình cầm mình thái, mình đưa tay mình cảm thấy nó rất là vướng. Thì em nghĩ là một cái bàn vừa như thế này là hợp lý rồi đấy ạ. Cái này đang có giá là 329.000 nhá. Cũng có hoa văn một mặt này, cán mun như thế này luôn. Mun này thì nó sẽ có một là mun đen, hai là mun sọc. Ở đây thì nó sẽ kiểu hơi mun, mun nó kiểu hơi sọc sọc ánh xanh một chút đây. Nói chung thì nếu mà nhìn kỹ thì mới thấy thôi, còn đâu thì kiểu nó đã là bản thân nó đã là mun đen rồi nên nhìn rất là khó nha mọi người. Đây. Còn nếu mà mọi người muốn cái kiểu mà vừa thái vừa lọc được ấy thì em nghĩ là mọi người nên lựa chọn cái em đang cầm trên tay đây, mã là N12TMDD. Em này thì đang có giá là 286.000 một em để ba thái lọc này nhá. Cái bàn này thì nó khá là nhỏ thôi, mình sẽ chuyên để mình cắt gọt rau củ này, mình cắt gọt hoa quả hay là mình để mình thái được nha mọi người. Đấy, cái bàn nó sẽ hơi cụp xuống như thế này, nó không hẳn là vát mà nó sẽ hơi cụp xuống như thế này. Đấy, hơi cụp xuống nhá. Bàn này thì rộng khoảng 4,5 cm, dày cũng 1,5 ly thôi, vừa thái vừa lọc được luôn. Đấy, tại vì nhiều anh chị thì mình không thích những cái bàn dao nó lọc kiểu nó nhọn quá ấy, mà mình thích cái bàn nó kiểu hơi kiểu nó đa năng một chút, là mình có thể vừa thái gọt rau củ này, mình vừa có thể lọc nhẹ được luôn. Thì em nghĩ là một cái cây này thì sẽ phù hợp cho cái nhu cầu sử dụng của mình. Vừa rồi thì em có giới thiệu đến mọi người 4 cái bộ sản phẩm. Đấy, thì gồm một cây chẹt xương 389.000, một cây chẹt gà 379 và một cây dao thái 329.000 và cây này là 286.000 nhá. Thì một bộ 4 món như thế này thì đây là giá em báo niêm yết. Còn hiện tại thì bên em đang có rất là nhiều chính sách ưu đãi, cũng như là khi mà mình mua combo thì cũng có những cái ưu đãi để cho mọi người có thể mua về mọi người dùng thử này. Đấy, nên là nếu mọi người mua lẻ cũng được, mà mọi người mua bộ thì mình sẽ có rất rất là nhiều ưu đãi. Anh chị nào mà mình ưng cái bộ này thì hãy để lại số điện thoại dưới comment, hoặc là mình có thể là mình liên hệ trực tiếp qua Zalo cho em, hoặc là gọi cho em theo số 0987240733 để được tư vấn chi tiết hơn các anh chị nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại nha.